Dacă nici așa nu-ți place, ia mai zboară în Panama. Ia bune, zile, 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 eu alerg, al mile, 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 pe Maidan, pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban, gang, iar sunt inutile tine, numai tu știi, gheață, să-mi dai aripile, bile, în Jamaica sau în Chile, Chile, inima face bom, bom, numai pentru tine. Sinh ra đâu có ai được lựa chọn đâu, đúng không? Có người này người kia, có người kia may mắn thì người đẹp, người ta kém may mắn thì người ta xấu. Đâu sinh ra đâu muốn đẹp là đẹp được đâu. Không sao đâu, bây giờ mình tập mặt xây lại là đẹp mà. Muốn đẹp dễ mà. Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi. Bao đêm giá rời, giờ đã hết rồi, chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn dối bời, giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi. Tóc ngắn hả? Hơi bỡ, hơi bỡ, tóc ngắn. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, đời coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió
sáng sớm mới ngủ dậy ấy. Mới ngủ dậy nên nhìn mặt nó hơi ngu một xí. Hơi kệ không sao đâu, sáu sáu một xí cũng được mà. Trời ơi, sáu nhưng mà cái cầu tâm hồn nó đẹp. Bóng đêm, chứ, anh chưa tình sợ không quan trọng đường, vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường, cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim. Yeah. Thật từ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm. Dạ, những câu chuyện thật dài mỗi tối, những phút giây ngập ngừng bối rối, tiếng em cười và lời em nói khiến anh giờ đang như quên mất lối. Những khi chạm nhìn vào đôi mắt, anh chỉ muốn ôm em thật chặt. Nhưng em sẽ
rồi. Mày tính nói. Anh ở bên mặt tây hả? Anh lại ở bên mặt tây hả? Chơi nói chuyện vui vui tí ra để là vui thôi, chứ không cần nhất thiết là cứ phải đổi bằng cái này cái kia đâu. Thường xuyên giống như em sâu ba bốn giờ sáng rất là ít meme, hoặc là lâu lâu mà có người vô nói chuyện như là vui rồi, chứ không có quan trọng mấy cái đó đâu. Mấy cái đó nó chỉ chả nói gần gì hết. Ô em Son nhé, muốn nghe về gì? Em sinh năm 2K, con nhỏ hơi lấy thôi mời. Thì em biết là phải lần qua rồi, nhưng mà thì cũng người ta thích thì người ta mến thì người ta lên thôi, chứ không phải là. Nói chung là em nói chung là idol hơn nhau cách nói chuyện thôi. Nếu mà người nào nói chuyện phải được lòng người ta thì người ta lên thôi. Còn nói chung là em không biết đâu, cái này em không biết được. Hát một bài remix nha. Đâu gì đâu. Mỗi lần đến tiến bạc là khoai khoái lắm luôn ý. Cái nhạc beat này đúng rồi. Chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi, vậy dẫu cho mày.
ở Buôn Ma Thuột hả? Anh là Gia Lai hả? Cũng gần mà đâu có xa lắm đâu anh. Đâu em ở Buôn Ma Thuột? Đúng rồi, anh Huy nói đúng. Sớm ngủ dậy thì lại lên đây sâu luôn, chả mất cốc, chả tàu tóc gì hết. Đang tính chuẩn nợ nhiều quá. Về em trốn nè. Em phải thức bao nhiêu đêm và em phải đến bao nhiêu cánh để thấy em luôn nâng em trong vòng tay anh. Bụi bay vào mắt anh. Anh sẽ Vương ơi Vương. Vương tỉnh hả thần em à? Vương sai rồi. Vương lại sai nữa rồi. Vương, Vương biết vì sao em tên ảnh không? Vương biết sai vì sao không? Muốn biết ảnh mình sẽ tên ảnh không? Ở trong Zoom có ai biết vì sao ảnh tên ảnh không ta? Vì sao không ta? Biết sao không? Vì ba mẹ em sinh em ra là muốn em là ảnh nắng của anh đó. Tương tác đi mẹ ơi, trời ơi. Auto tương tác đi nào. Em chào anh, I love you nha. Mới nghe mùi gì đó? Mùi gì vậy? Đúng, đúng, ai thả bom vậy?
chụp xong hả? Tao block Facebook mày bây giờ. Thích không? Thích khoe không? Trần Khắc Trung hả? Chết rồi. Đủ chết mất tiêu rồi. Con thấy rồi.
viện hả? Em muốn tiết kiệm chi phí cho anh thôi mà. Em chào anh Mạnh nha. Kêu gì cho anh tốn kém đúng không? Bắt đầu nuôi con rồi hả? Con em thì em nuôi, đâu phải con rồi đâu, đúng không? Ok. Anh sẽ xin ngủ đây. Ok. Sâu hơi muộn xí à. Đừng có hồi đó nữa thôi. Bất cứ gì, bù mang dù nì đã hào ý, bù nắng chăm mơ hầu liếm bì, xa xa khan nì, hay sẽ sáng yêu cầu cầu. Không cho biết tỷ hả? Anh chắc đi nhớ. Ừ, anh chắc đi chứ. Đâu phải đâu, con yên em nuôi hề, đâu phải con là đâu. Bù nắng dài răng nì, vẫn lo, tàn xin chào chi. Ồ, nhắn tin Facebook này có bao hả? Ồ, nhắn tin trên nói chuyện vô thoát thì là có bao hả? Đừng còn đi nữa, nhịn đi. Đúng không? Nhịn đi. Con rồi mới bỏ chú. Trời ơi, ông suy nghĩ gì đâu à. Anh luôn chỉ có ai yêu hả? Khổ quá, tội quá. Thương nha. Thương không ơi. Cái này chắc là bị hôi gì rồi này. Hôi gì này? Chỉ có hôi gì, không có đứa nào yêu.
chẳng để ý. Anh mời giờ anh đầu á. Và rồi em đã có người em yêu, mỉm cười cho qua hết đi. Đâu phải đâu anh nhỉ? Ok
một sao, một sao chẳng ngang anh đâu, một sao chẳng ngang cả cả. Em là phim diễn viên nha. Anh Tiến lại không hiểu gì đâu này, để em dịch cho anh Tiến hiểu nha. Cảm ơn các bạn, đừng nhắc đây người mẹ đâu yêu ra đây. Anh đâu, anh đâu, vẫn ở ổn. Anh Vương Thánh Tư vô quyền. Anh thì chả biết rồi. Một xe có được nguyên, một xe chẳng được anh ơi. Em đã nói rồi, cái cửa đông, đông đó, em mời đông về với em đi. Em bỏ rồi, anh đâu có về đâu. Cái lúc chú anh kêu anh về với em đấy. Cứ không có thèm về đâu. Cứ theo người ta, hồi giờ người ta đẻ rồi anh thấy không? Trời ơi, nhục chưa? Vấn đề thì mình đi tìm. Thôi, cô đó giải quyết luôn đi, nó sợ ma đấy. Giờ xem rồi đâu, giờ đường ai này đi nhá, đâu giờ đường ai này đi chưa, ai tự biết đi, ai mà làm cho ăn bộ đó. Đường ai này đi, thân ai này lo đó. Anh đi hẹn rồi hả? Đông ơi rồi em nha, sang năm qua Đông chịu khó làm việc kiếm nhà đi nha, mua nhà đi nha. Sang năm anh quay đó, đợi anh nha. Ờ, anh Vương là sao anh lại có thể lộ liễu như vậy nhỉ? Nhẹ nhàng thôi anh. Bến Hà chú, Bến Hà, Việt Nam em cũng có. Sous-titrage Société Radio-Canada.
时间。Anh cần gì mua anh ơi? Không cần mua đâu, em nói rồi, em coi hàng là không cần mua gì hết trơn á. Không cần đâu. Em nói thiệt luôn. Không cần, em ở chung với anh luôn. Em không sao đâu. Em ở chung vì đông luôn. Đâu sao đâu. Mà em nghĩ ta không cần mặc đồ đâu. Mặc đồ đông kia trời ơi.
nghĩ nữa. Dù sao cũng là người mình từng thương mà. Anh đông được lắm, đi thôi không qua nữa. Thôi em vẫn nhà em được rồi, không cần phải đi qua bên hàng đâu. Nếu mà em mà ngủ hàng qua chưa qua hàng mà du lịch em gọi đông được không? Anh đông ở đâu á? When
Vâng ơi Miu ơi. Vương ơi, Vương của em à, đừng có yêu tưởng, Vương nó chạy cái gì đâu. Em nhớ là Vương ơi yêu em nè, hàng của Tuấn nhỏ lắm. Dạo này rùa đâu rồi mày? Rùa ọp 3 tuần rồi. Giờ hỏi rùa đâu rồi? Rùa ọp lâu rồi. Ông hợp pháp rồi. Cũng được á, ọp đi, ọp đi, ọp đi. Ọp ọp đi. Gì? Anh ở dưới lồng đâu? Em nhớ những ngày mà mình còn bên tình nhau. Em hãy theo theo đông nó chạy gì đâu được. Cứ chê về chê ở bên chó thế nào ấy. Sao chịu nổi đúng không? Thế phẳng là con gái chứ có thể ở bên con chó là sao? Tên nói nó chỉ nói một lần thôi. Đâu có chồng rồi. Không tiện. Giờ sao ta? Ai đủ đâu ta? Không. Quen không? Mình có quen nhau sao? Mình có quen nhau sao? Em có quen anh Vương sao? Thôi đi ông ơi. Giận rồi. Cần 2 phút nữa hết sâu. Mọi người cay còn Hoverly, Hoverly cho em về nha. Okay.